chịu hết hộp này không có này. Để thầy cho vào cái gì. Mình kêu bác thân mến, chào thầy các cụ nhá. Vào những ngày cuối tháng 10 âm rồi, thời tiết thì cũng rất chi là lạnh. Mặt hồ thì trong xanh đẹp tại hồ Đèo Lai đây. Hôm nay em nhìn thấy một sự sung sướng thì em sẽ đến chúc mừng cho cần thủ ông Đào, một người bên Liên Hiệp đã gắn bó với hồ hàng chục năm nay rồi. Thì hôm nay quà của cụ Đào mang về thì nó cũng không có phải là to tát gì, nhưng mà hôm nay cụ nói chung là đến gắp thành công. Nói chung là bẻ được cả răng cửa này, răng gần cửa này, răng bên trong của cụ hồ. Thì hôm nay mình sẽ trực tiếp mình review cụ sách giỏ cá luôn nhá. Không biết là tay cụ to bằng này thì có liệu có sách nổi một giỏ cá đơn giản như vậy không nào. Đấy. Nói chung là giấy cỡ hộ hộ cụ nhắc lên, tại vì một tay thì không thể nào mà mang số quà này lên bờ như thế được. Vâng. Đây là phần quà cụ ấy nhá. Đây em không phải vì mấy cái view mà em quay clip này đâu, nhưng mà đây có cả cụ chủ hồ đây. Hôm nay anh em sẽ chúc mừng cho cụ vào những ngày cuối năm, những tháng 10 âm rồi, nó rất là lạnh đấy. Anh em có thể xem thành quả này. Hàng này. Đây con cá chấm đen, nó đen xì, đen xù này cơ mà các cụ. Nó đâu phải là. Đây các cụ có thể thấy là thành quả của cụ ấy. Cụ Bùng có thể phát trực tiếp cho tất cả mọi người cùng xem. Đúng rồi. Đây này, các cụ có thể đếm cùng em nhé. Em đặt thử cái chân thôi đây này. Chân trâu nhá, không phải là ấy đâu, nhưng mà nó còn không bằng nổi một cái đầu cá này. Đấy. Các cụ đấy là cụ Đào nhá, mang đeo biển 2-3 đêm 1. Đây là các cụ đi câu ở huyện Chiêm Hóa, mình cũng không lạ gì cụ Đào rồi. Cũng tham gia với anh em rất chi là nhiều. Nhưng hôm nay quả cụ ấy là thật, phải nói là mình đi câu gần 10 năm nay mình cũng phải kính nể cụ. Hôm nay xin một đoạn clip cụ đồng ý rồi nên mới lên hình nhá, tại kênh miền quê Đông Bắc. Thì chắc rằng anh em đến với hồ Đèo Lai thì đây, mặt nước trong xanh lóng lánh, hồ đẹp, cá đẹp đây. Đây còn có một anh đang câu cơ tí đây, đang câu cần vấn để đây. Còn gì không? Rồi. Thấy không? Đấy, các cụ đang chia sẻ niềm vui và thành quả cùng với nhau. Ồ lô nhảy màu. Ồ lô, con này không biết đâu, nhưng mà cá này có thể là cá lực nhá. Nhưng mà đẹp nhỉ, nó ấy, nó lạ màu nhỉ. Chưa thấy bao giờ. Cá thả không có con này. Không có con này. Cụ ơi. Con này này, con này. Nhưng mà nó dòng cá. Thấy chưa? Dâu nó như thế này. Nha, bố đi cho bao nó. Alo. Đấy, bây giờ mình sẽ xin phép được cụ Đào sẽ nhấc từng con cá vào trong giỏ để mang về đấy. Nhưng mà mình nghĩ cái giỏ này là hơi nhỏ, phải đè nhau ấy. Đấy, phải đè nhau. Phải đè nhau rồi. Cho vào. Không, dồn dồn nó về, dồn nó về đằng trước, úp vào thôi. Dồn hết ra. Đấy. Lạnh hồ. Trong có hết đâu. Rồi xem hết, nhắc nhắc vào đi, nhắc nhắc vào đây để xem. Không không, dồn hết ra để thích chụp ảnh. Dồn nhắc 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 nhắc. Không, dồn thì dồn rồi. Nhắc hết, không thể. Chết thì đằng nào không chết. Không chết thì về cũng chết. Con này sướng nhỉ. Không, ở lô cái con này vậy, đúng con cá. Đấy, chụp đấy, chụp đấy, ở lô con đen này. Đấy. Đóng chưa? Quấn ổ đấy, cái này gọi là, cái này gọi phải gọi là siêu quấn ổ chứ không thể nào mà bảo là quấn bình thường đâu. Không cho con đen vào trước đi để nó, rồi, ôi già. Chết hết mà, chẳng qua đấy, thôi mình về mình làm theo cổ mình đi chứ còn không sống được. Ép này. Ở lôi, làm sao mà đựng hết vào cái túi này được, bé quá. Hết. Kinh nhé. Sợ lỗ. Nào, kéo hộ ông khó khó đi. Thôi xin chúc mừng cụ vào những ngày cuối năm nhá. Cụ nhá, mong rằng là một sân chơi rực rỡ tại hồ Đèo Lai nhá. Đấy, chủ hồ. Hello, đến hồ Đèo Lai nhá. Các cụ sẽ được trải nghiệm. Đấy và được trải nghiệm mà được nhìn thấy tận mắt nhá. Qua khủng. Ờ lỗ. Ờ đéo vào cái này được á. Ờ. Lôi. Anh để cái dây xuống phát nó. Không được, được không. Tí nữa ấy là tí nữa mình giằng cái dây co lên chứ. Tí của dây mà. Có dây chằng lên này. Rồi em xin chúc mừng cụ nha. Đó. Mong rằng là cụ sẽ tới này sẽ tiếp tục đến nhà hồ để trải nghiệm thú vị và những cảm giác siêu mạnh. Hôm nay tiếc rằng cụ đứt một con, thật sự là trong bằng này năm cụ đi câu là theo chia sẻ của cụ là bảo là gồng như thế rồi mà
cuối cùng vẫn nổ trục. Bây giờ cái phao đang lệnh mình dưới kia, lát nữa cụ sẽ bơi ra lấy sau. Em cảm ơn cụ nhá. Đây rồi. Đây là vào cá cũ rồi đấy. Đấy.